Tại trung tâm hành chính có rất nhiều công dân doanh nghiệp đến liên hệ làm việc tại đây. Vì vậy, tôi xin được chia sẻ với quý vị và các bạn quy trình tư vấn hướng dẫn công dân tại bộ phận một cửa của trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng. Bộ phận một cửa là nơi công dân thường xuyên đến làm việc. Vì vậy, nhân viên tổ tư vấn phải luôn giữ tác phong làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp, tuân thủ quy định và quy chế làm việc tại bộ phận một cửa, sẵn sàng hỗ trợ công dân khi có nhu cầu. Tại đây, nhân viên tổ tư vấn sẽ đón tiếp và hướng dẫn công dân trực tiếp tại quầy. Để tìm hiểu nhu cầu của công dân, nhân viên tư vấn giao tiếp với công dân theo cách sau. Chào anh chị, em có thể giúp gì cho anh chị ạ? Sau đó, lắng nghe công dân trình bày và hướng dẫn công dân đến đúng nơi giải quyết thủ tục. Trường hợp nhiều khách hàng chờ để được tư vấn, nhân viên tổ tư vấn hướng dẫn sẽ thông báo với công dân. Anh chị vui lòng chờ em trong ít phút, em sẽ hỗ trợ hướng dẫn anh chị ngay ạ. Bên cạnh đó, nhân viên tổ tư vấn còn có nhiệm vụ tư vấn, hướng dẫn cho tổ chức công dân về các thủ tục hành chính. Căn cứ thủ tục hành chính, văn bản, chính sách trong cơ sở dữ liệu sẵn có, nhân viên tư vấn sẽ hướng dẫn các thông tin chi tiết về quá trình giải quyết thủ tục hành chính, thông tin về trình tự, biểu mẫu của các thủ tục hành chính, chuẩn bị thành phần, số lượng hồ sơ và lệ phí nếu có. Sau khi hướng dẫn tổ chức, công dân, nhân viên tư vấn tiến hành lưu thông tin khách hàng vào cơ sở dữ liệu, tên khách hàng, số điện thoại, email, địa chỉ, nội dung yêu cầu, nội dung xử lý. Sau khi tư vấn công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thủ tục, nhân viên tư vấn sẽ hướng dẫn công dân xác định cơ quan, đơn vị, bộ phận liên hệ nộp hồ sơ đúng quầy giao dịch, đúng cơ quan giải quyết thủ tục hành chính. Quá trình hướng dẫn khách hàng phải luôn nhiệt tình, rõ ràng, cụ thể, tránh tình trạng để khách hàng đi lại nhiều lần vì tư vấn sai thông tin. Như vậy là tôi đã hoàn thành xong quy trình hướng dẫn tư vấn khách hàng đến làm việc tại tổ một cửa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.